Nam diễn viên Hudlin Robert Cormier qua đời ở tuổi 33. Robert Cormier đóng vai nam chính phim Quarter trong Hudlin vừa qua đời. Kênh phát sóng Hudlin đã đăng tải bức ảnh của anh với bạn diễn Amber Mitchell để tưởng nhớ. Cụ thể nguyên nhân cái chết không được tiết lộ, nhưng em gái của Cormier Stephanie tiết lộ với The Hollywood Reporter anh đã mất trong một bệnh viện ở Etobicoke do chấn thương gây ra bởi một cú ngã trước đó. Trong bản cáo phó, Cormier được nhớ đến là một vận động viên, một diễn viên và một người anh tuyệt vời. Cormier luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và mong muốn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Anh ấy đã mang đến nhiều ảnh hưởng tới mọi người trong suốt cuộc đời dù cho đó là gia đình, đồng nghiệp hay bạn bè. Ký ức về anh sẽ sống mãi nhờ niềm đam mê nghệ thuật và điện ảnh, bản cáo phó viết. Sau khi biết tin, UPTV, kênh phát sóng bộ phim Hudlin, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nam diễn viên quá cố khi đăng tải bức ảnh của anh với bạn diễn Amber Mitchell. Robert Cormier là một diễn viên tài năng đáng kinh ngạc nhưng đã ra đi quá sớm. Chúng tôi rất đau lòng trước sự ra đi của anh ấy. Xin gửi lời chia buồn chân thành tới bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của anh, họ chia sẻ. Trang Instagram chính thức của phim Hudlin cũng đăng tải dòng tưởng nhớ Robert Cormier vào tối ngày 27 tháng 9. Chúng tôi rất buồn khi nghe tin Robert Cormier đã mất. Anh ấy là thành viên đáng mến trong dàn diễn viên Hudlin những mùa vừa qua. Thay mặt cho dàn diễn viên và đoàn làm phim, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh và gia đình. Robert Cormier sinh năm 1989 tại Toronto, Canada. Anh từng tốt nghiệp trường Texas A&M, sau đó theo học đại học York chuyên ngành kinh tế thế giới. Tuy nhiên Robert đã bỏ giờ đại học trước tốt nghiệp một năm để theo đuổi giấc mơ trở thành diễn viên của mình. Robert Cormier đã đồng hành với Hudlin suốt 15 mùa phát sóng và được mong đợi xuất hiện trong mùa thứ 16 sẽ lên sóng ngày 2 tháng 10 sắp tới. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh khi tuổi đời còn trẻ khiến nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối. Trước Hudlin, Cormier đã đóng vai Kit Jennings trong loạt phim slasher của Netflix. Anh cũng đã xuất hiện với tư cách khách mời trên Designated Survivor, Ransom và American God cùng hàng loạt vai diễn khác.